Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14 tháng 3 và rạng sáng ngày 15 tháng 3. Các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu hay của các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Ở giải Ngoại Anh vòng 28 vào lúc 19 giờ sẽ ra trận đấu giữa Southampton với Brighton. Lúc 21 giờ, Leicester City gặp Sheffield United. Vào lúc 23 giờ 30, Arsenal sẽ đại chiến Tottenham trên sân nhà. Vào lúc 2 giờ 15 ngày 15 tháng 3, Manchester United đối đầu với West Ham. Cũng trong ngày hôm nay sẽ ra các trận đấu của vòng 3 V-League 2021. Vào lúc 17 giờ, Hoàng Gia Lai sẽ tiếp đón Bình Định. Vào lúc 18 giờ, Than Quảng Ninh đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu muộn nhất của vòng 3 V-League 2021 là cuộc đấu sức giữa Viettel với Bình Dương trên sân vận động Hàng Đẫy. Lịch thi đấu các giải đấu cụ thể khác như sau.